Xin chào, mình là Phong, hiện tại là giám đốc của trung tâm Anh ngữ Eden Garden English, hiện thì có cơ sở tại Bắc Ninh. Khi mà đưa ra quyết định đưa Paddy Bean về Eden ấy, thì bọn mình có một số lý do như sau. Cái đầu tiên ấy, thì là mình rất là thích cái phương pháp của Paddy Bean, là vì Paddy Bean thì không đặt nặng vấn đề là yêu cầu trẻ phải tạo ra đầu ra luôn, hay là yêu cầu trẻ phải sau một vài buổi học là phải nói được tiếng Anh ngay. Bởi vì là dựa trên cái quan điểm, cái kinh nghiệm dạy học của mình trong khoảng 7 năm nay ấy, cộng thêm là những cái lý thuyết và nền tảng mà mình tìm hiểu, thì mình nghĩ rằng là để một đứa trẻ có thể nói tiếng Anh được thì trước tiên thì đứa trẻ đó phải có một cái lượng đầu vào nhất định, tức là phải được tiếp thụ đắc và được tiếp nhận với một cái lượng ngôn ngữ nhất định thông qua việc là nghe nhiều này. Đặc biệt là nghe dành cho cái lứa tuổi nhỏ, hay là những bạn mà có thể từ cấp 1 trở lên có thể đọc nhiều hơn. Có nghĩa là các bạn cần được nghe nhiều hơn, đọc nhiều hơn trước khi các bạn có thể tạo ra một cái đầu ra. Nếu như chúng ta yêu cầu trẻ phải tạo được cái đầu ra ngay và luôn thì nhiều khi là các bạn sẽ cảm thấy rất là áp lực. Đó, thì mình nghĩ là cái đấy là cái điểm đầu tiên, là về cái quan điểm của dạy học của mình. Nó rất là tương đồng với việc là cái phương pháp của Paddy Bean đang áp dụng. Cái thứ hai mà mình rất là thích đó là ở Paddy Bean, chương trình Paddy Bean ấy, thì dùng rất là nhiều cái bài hát và rất nhiều câu chuyện. Và theo mình nghĩ thì là những cái nguồn tài liệu như này thì nó sẽ rất là phù hợp đối với những cái bạn nhỏ mà từ ví dụ như là 3 tuổi cho đến 6-7 tuổi hoặc thậm chí là cao hơn nữa. Bởi vì khi mà mình dùng giai điệu, dùng cái âm nhạc vào trong cái việc dạy học tiếng Anh ấy, thì các bạn có thể là dễ dàng nhớ cái lời hơn, nhớ cái giai điệu tốt hơn, thay vì việc là các bạn nhớ những cái từ riêng lẻ. Và bằng cái việc là nghe rất là nhiều cái bài hát bằng cái hoặc là những cái câu chuyện đó, thì các bạn có thể là học cách làm sao mà nhớ được cả câu một cách rất là tự nhiên, mà các bạn không phải nghĩ quá nhiều về việc là cái câu này thì phải ghép từ như thế nào, cấu trúc ngữ pháp ra sao. Và khi mà liên tưởng đến cái quá trình học tiếng Anh tự nhiên của một đứa trẻ, cái quá trình học ngôn ngữ nói chung của một đứa trẻ, thì mọi người có thể là thấy được rằng là một đứa trẻ khi mà lên khoảng 2 tuổi, hơn 2 tuổi thì các bạn mới bắt đầu là nói được. 2, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi các bạn chưa hề đọc, các bạn chưa hề biết chữ, thì các bạn tiếp nhận cái ngôn ngữ, ví dụ như tiếng mẹ đẻ của mình, một cách rất là tự nhiên, các bạn nghe rất là nhiều. Và các bạn tức là giao tiếp, tức là các bạn nghe rất là nhiều những cái đoạn hội thoại nói chuyện từ môi trường xung quanh, từ ông bà, bố mẹ, từ những người xung quanh. Đó, thì các bạn cũng không cần thiết phải biết là cái cấu trúc ngữ pháp như thế nào, mà các bạn vẫn có thể là giao tiếp một cách rất là tự nhiên và hoàn hảo được. Đấy, theo mình nghĩ vậy. Thì đối với những cái bạn nhỏ mà từ 3 tuổi cho đến 6 tuổi lớn nữa, thì theo mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn sẽ áp dụng được một cái cơ chế học một ngôn ngữ giống như là cái tiếng mẹ đẻ để áp dụng cho ngôn ngữ thứ hai. Đó, thì đó là hai cái lý do mà mình rất là thích ở Paddy Bean. Chính vì thế mà mình quyết định đưa Paddy Bean áp dụng tại trung tâm của mình. Được biết đến Paddy Bean trong một khoảng thời gian rất là ngắn gần đây. Tuy nhiên cái lý do để làm mình đưa ra quyết định rất là nhanh chóng là mình đưa Paddy Bean về trung tâm của mình và toàn tỉnh Bắc Ninh, là vì là trước đây mình đã có những cái trải nghiệm dạy tiếng Anh riêng trong khoảng 7-8 năm, cộng thêm là có những khoảng thời gian khoảng 2-3 năm mình học một chương trình cao học về lý thuyết và giảng dạy ngôn ngữ. Thì những cái gì mình được học và những cái gì mình trải nghiệm thì nó khá là trùng khớp với những cái phương pháp mà Paddy Bean đang áp dụng. Cụ thể là áp dụng về cái việc là làm sao để chọn lọc cái tài liệu học nó rất là cẩn thận, để làm sao mà khớp với cái lứa tuổi và cái trình độ của học viên. Đó, về chuyên môn mà nói thì Paddy Bean áp dụng cái phương pháp gợi ý của tiến sĩ Stephen Krashen, là một cái chuyên gia hàng đầu về ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Anh trên thế giới. Ông Stephen Krashen có dùng một lý thuyết, đó là về cái comprehensible input, có nghĩa là những cái học liệu được chọn làm sao phải giúp trẻ có thể là nắm bắt được, có thể hiểu được. Chỉ cần những cái tài liệu đó có thể là nhỉnh hơn cái vùng hiểu biết của trẻ một chút, thì lúc đó thì trẻ có thể là thụ đắc được ngôn ngữ. Đó là cái điều kiện cần. Tất nhiên là cần những điều kiện khác, ví dụ như là thì cái bộ lọc tình cảm nó phải thấp, hay là ví dụ
Từ này thì hơi chuyên môn một chút, thì mình có thể giảng giải một cách dễ hiểu hơn, đó là mặc dù là khi mà chúng ta đưa ra những cái học liệu mà nó phù hợp với trình độ và lứa tuổi, tuy nhiên chúng ta cũng cần quan tâm nhiều hơn đến cái môi trường xung quanh, cách chúng ta tương tác với trẻ để làm sao mà trẻ cảm thấy thoải mái, cách tương tác làm sao mà trẻ thấy được tin tưởng, thấy thoải mái, thấy lúc đó thì trẻ mới có thể là tiếp nhận những cái nội dung ta cung cấp cho trẻ được. Thì đó là cái lý do, thì có nghĩa là mình đã tìm thấy cái điểm chung giữa cái trung tâm mình với những cái phương pháp mà trung tâm mình đang áp dụng và Buddingbean. Mình thấy Buddingbean và Eden là bên trung tâm của mình có một điểm rất là khớp nhau ở đó. Cái thứ hai là nói về chương trình dạy bên mình ấy, mặc dù là bọn mình cũng áp dụng theo cái triết lý là comprehensible input hay là những cái phương pháp học tiếng Anh tự nhiên ấy. Tuy nhiên có một điểm khác biệt giữa trung tâm mình và Buddingbean ở chỗ là hiện tại ở mỗi buổi học tại trung tâm của mình thì mình đều tập trung vào những cái chủ đề nhất định, và sau mỗi buổi học thì mình hy vọng là trẻ sẽ học được một số lượng từ nhất định, nghĩa là trong mỗi buổi học thì trung tâm sẽ dạy một chủ đề nhất định này đó, và đấy là tại trung tâm mình. Thì nhiều khi là dạy trong thời gian rất là lâu thì có khi là trẻ rất là chán bởi vì học đi học lại một cái nội dung, nhưng mà tại Buddingbean thì dùng ý tưởng đó là trong một buổi học thì trẻ sẽ được học rất nhiều thứ, rất nhiều tài liệu khác nhau. Theo mình nghĩ thì như thế có thể là sẽ giúp trẻ thấy vui hơn khi học bởi vì mọi thứ đều rất là mới mẻ đó. Thì mình nghĩ là đó là sự khác biệt giữa những cái chương trình mà trung tâm đang áp dụng và chương trình Buddingbean. Khi mình tìm thấy Buddingbean thì giống như việc là mình tìm thấy một cái kho báu vậy, bởi vì là đấy là những thứ mà mình đang đi tìm kiếm đó, và Buddingbean thì đã xây dựng một chương trình rất là hoàn chỉnh, được học liệu được thiết kế rất là khoa học mà áp dụng theo những phương pháp mà mình đang áp dụng. Nhưng ở đây Buddingbean, tài liệu Buddingbean được thiết kế rất là bài bản, rất là chuyên nghiệp, cộng thêm là một cái khối lượng tài nguyên để hỗ trợ giáo viên để làm sao mà triển khai bài giảng hiệu quả hơn đó. Thì khi mà mình đưa cái chương trình Buddingbean về với Bắc Ninh ấy, thì cái kế hoạch trong cái tương lai gần của mình đó là mình muốn đưa chương trình này đến với nhiều trường mầm non tại Bắc Ninh hơn, cũng như là nhiều trung tâm tiếng Anh tại Bắc Ninh hơn đó. Và bọn mình cũng hy vọng là bọn mình sẽ có thể là mở được nhiều cái trung tâm của mình ở trên khắp các huyện và thị xã của Bắc Ninh áp dụng phương pháp là Buddingbean.